Và sau đây mời quý vị trở lại phần tin địa phương của chúng tôi. Phần tin được bảo trợ bởi công ty Southwestern Solar và Chatra POS, công ty chuyên nhà máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Kính thưa quý vị, mở đầu cái phần tin địa phương đêm nay là bản tin liên quan tới việc San Francisco cân nhắc mở rộng kiểm soát giá thuê nhà ra 100.000 apartment. Các lãnh đạo San Francisco đang cân nhắc kế hoạch để mở rộng kiểm soát giá thuê nhà ra thêm 100.000 apartment ở thành phố. Nhà ở có giá vừa phải luôn là trọng tâm ở San Francisco. Chủ tịch ban giám sát cũng là ứng cử viên thị trưởng Aaron Peskin đề nghị một kế hoạch để tăng số lượng nhà áp dụng quy định kiểm soát giá thuê nhà. Theo luật tiểu bang hiện hành, chỉ những tòa nhà xây dựng trước năm 1979 mới áp dụng quy định kiểm soát giá thuê nhà. Tuy nhiên, cử tri California sẽ quyết định có sửa đổi quy định đó hay không khi họ bỏ phiếu cho đề luật 33 trong cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới đây. Ông Peskin cho biết nghị định mới này sẽ tự động mở rộng kiểm soát giá thuê nhà khi quy định của tiểu bang được hủy bỏ. Bà Fred Sherbrum Zimmer, thủ ủy ban quyền nhà ở San Francisco, cho rằng đề nghị này có lợi cho người thuê nhà đang tìm nhà ở có giá vừa phải, là một trong những vấn đề cấp bách nhất của thành phố. Bà nói rằng giám sát viên Peskin đưa ra đề nghị thực tế, trong đó quy định những tòa nhà xây dựng sau năm 1979 đến năm nay sẽ được kiểm soát giá cho thuê nếu chúng ta hủy bỏ luật tiểu bang rắc rối mang tên là Costa-Hawkins. Hơn 60% người dân San Francisco thuê nhà ở. Một số người lý luận rằng ấn định giá thuê nhà sẽ cho phép nhiều người ở lại thành phố hơn. Ông Seth Ballmer nói rằng nếu có luật mới bao gồm toàn bộ tòa nhà bất kể năm xây dựng thì rất tốt. Theo luật sư Manuel Fishman, trong khi sửa đổi trên có thể giữ gìn dân số thành phố, chưa rõ tác động lâu dài của việc chuyển nhà cho thuê theo giá thị trường sang kiểm soát giá cho thuê. Bên cạnh đó là tin thị trưởng Brit không tham dự cuộc tranh luận ứng cử viên thị trưởng San Francisco. Sân khấu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh luận mới nhất giữa các ứng cử viên chạy đua chức vụ thị trưởng San Francisco, nhưng quyết định rút lui phút chót để lại sự vắng mặt dễ thấy trên sân khấu mà cử tri dễ dàng nhận ra. Sau khi cam kết tham dự hồi tháng 4, ban vận động của thị trưởng tuần trước công bố bà rút lui với lý do thời gian. Chiều thứ Ba, thị trưởng nói rằng bà là thị trưởng San Francisco, không chỉ là ứng cử viên. Bà phải điều hành thành phố, bao gồm các cuộc họp và những công việc khác mà bà phải làm, nên bà phải chọn số lượng cuộc tranh luận và thời gian dành cho những sự kiện đó. Chuyên gia chính trị cũng là giáo sư Đại học tiểu bang Sonoma, ông David McEwen, cho biết cử tri sẽ nhận thấy chỗ trống và các ứng cử viên khác sẽ tìm cách lấp đầy. Cử tri San Francisco rất quan tâm đến chính trị, họ sẽ nói nhiều về người không có mặt trên sân khấu. Theo ban vận động của bà Britt, thị trưởng đã tham gia 4 cuộc tranh luận, chuẩn bị tham gia cuộc tranh luận SF Conoco KQED và vô số diễn đàn ứng cử viên trong lịch trình của bà từ nay đến ngày bầu cử. Không giống như ứng cử viên Daniel Lurie và Mark Farrell, thị trưởng Britt có nhiều việc phải làm. Bà phải cân bằng giữa điều hành thành phố và vận động tranh cử. Bà không có nhiều thời gian, bà muốn nói chuyện trực tiếp với cử tri càng nhiều càng tốt. Bà muốn gặp dân chúng trong cuộc sống hàng ngày. Ông Daniel Burry và Mark Farrell muốn nhiều cuộc tranh luận hơn để họ đứng trên sân khấu lặp lại những chuyện vô nghĩa. Đáp lại, ông Mark Farrell nói rằng thị trưởng chê bai cuộc tranh luận vì bà không muốn bênh vực sự lãnh đạo thất bại của bà trong những vấn đề nổi bật thành phố phải đối diện. Cặp vợ chồng ở San Jose bị cáo buộc mua bán ma túy sau khi cảnh sát thu giữ cocaine trị giá 2 triệu đô la. Một cặp vợ chồng ở San Jose bị bắt giữ và bị cáo buộc mua bán ma túy sau khi cảnh sát thu giữ cocaine trị giá khoảng 2 triệu đô la vào tuần trước. Theo cảnh sát San Jose, ông Trí Phạm, 51 tuổi, và bà Jenny Phạm, 46 tuổi, đã bị bắt giữ theo sau cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của đơn vị Metro thuộc sở cảnh sát. Các nhà điều tra cho biết hai vợ chồng này sản xuất, vận chuyển và bán cocaine. Ngày 4 tháng 9, cảnh sát khám xét những căn nhà liên quan đến cặp vợ chồng trên ở đường Ben Mill Way ở phía nam San Jose và Merrill Drive ở phía đông San Jose. Trong cuộc khám xét, cảnh sát phát hiện gần 17 kg cocaine, 7.7 kg crack cocaine và 50 viên Xanax. Cảnh sát cũng tìm thấy 6 khẩu súng, một khẩu súng trường, 2 chiếc xe có khoang bí mật và khoảng 120.000 đô la tiền mặt. Bà Stacy Shine thuộc sở cảnh sát cho biết, đơn vị Metro đã chặn đứng hoạt động kinh doanh trái phép và nguy hiểm này, bảo đảm ma túy không còn mua bán trên đường phố nữa.
Theo các nhà điều tra, giá trị đường phố có số cocaine trên khoảng 2 triệu đô la. Bà Shen nói rằng cặp vợ chồng này không những bán mà còn bí mật vận chuyển cocaine. Hai nghi phạm bị đưa vào nhà tù của ngã Santa Clara vì các tội liên quan đến sở hữu vũ khí, sở hữu và bán ma túy. Ông Trí và bà Jenny không được tại ngoại. Tiếp theo là tin Berkeley cân nhắc chính sách quyết liệt hơn để giải tỏa khu cắm trại của người vô gia cư. Berkeley đang cân nhắc thực hiện biện pháp quyết liệt hơn đối với khu cắm trại của người vô gia cư bằng cách cho phép nhân viên thành phố giải tỏa khu cắm trại ngay cả khi không có sẵn chỗ ở tạm cho người vô gia cư và cho phép bắt giữ người vô gia cư trong một số trường hợp cụ thể. Mặc dù nổi tiếng là một trong những thành phố tự do nhất Bay Area, giới chức cho biết họ bất bình với hai khu cắm trại và cần mạnh tay hơn. Hội đồng thành phố Berkeley hôm thứ Ba xem xét đề nghị trên. Chưa đầy 2 tháng sau khi tối cao pháp viện cho phép các thành phố trục xuất người dân khỏi khu cắm trại trên đường phố và thu giữ tài sản của họ. Những người chỉ trích cho rằng nếu được thông qua, đề nghị của Berkeley chỉ biến vô gia cư thành tội phạm và không làm gì để giải quyết cuộc khủng hoảng. Các thành phố trên khắp Bay Area đang cân nhắc cách giải quyết khu cắm trại sau phán quyết trên. Mùa hè năm nay, thị trưởng San Francisco London Bridge phát tín hiệu thành phố sẽ quyết liệt hơn trong việc giải tỏa khu cắm trại. Bà Bridge nói rằng thành phố vẫn cung cấp chỗ ở tạm, nhưng nhân viên thành phố sẽ giải tỏa khu cắm trại với sự hỗ trợ từ các cơ quan khác. Tương tự như các thành phố Bay Area khác, Berkeley tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư. Nhưng Berkeley đạt được một số thành công trong việc giải quyết vấn đề này, với thống kê mới nhất trong năm nay cho thấy số người vô gia cư giảm 45% trong 2 năm qua. Thái độ của Berkeley với nhà ở thay đổi theo thời gian. Thành phố này ủng hộ các dự án nhà ở lớn, trong đó có kế hoạch xây dựng các dự án lớn tại hai nhà ga của BART. Quý vị vừa theo dõi phần tin địa phương. Sau một vài giây phút giới thiệu các cơ sở thương mại, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần Closing News. Phần tin địa phương được bảo trợ bởi công ty Southwest Sun Solar. Quý vị được tham khảo và lắp đặt solar hoàn toàn miễn phí. Xin gọi 408-780-2013 để biết thêm chi tiết. Phần tin địa phương cũng được bảo trợ bởi Chacha POS, công ty chuyên nhà máy lấy thẻ thanh toán tiền tự động. Xin gọi cho Bá Thông 415-335-2000. Southwest Sun Solar, một công ty uy tín và nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp cắt giảm hóa đơn tiền điện và thiết lập cho quý vị hệ thống giữ điện mới nhất. Công ty bảo đảm sẽ tiết kiệm tiền điện cho quý vị so với giá tiền mà quý vị đang trả cho công ty điện lực. Để có được một hệ thống solar và hệ thống giữ điện tối tân nhất, không phải trả tiền lắp ráp mà còn được 25 năm bảo hành, xin đừng chần chờ gì nữa, hãy mau gọi ngay cho Southwest Sun Solar 408-780-2013, 408-780-2013. Quý vị nào là chủ nhà hàng, chủ tiệm nails, chủ cơ sở thương mại muốn cài đặt hệ thống máy lấy order, máy credit card, máy ATM, hãy tham khảo hệ thống máy lấy thẻ của anh Châu Bá Thông. Anh Châu Bá Thông hiện giờ có chương trình khuyến mãi giá thấp và cho quý vị mượn máy lấy thẻ miễn phí và không cần hợp đồng. Anh Châu Bá Thông còn có máy POS, iPad, tablet, lấy order tại bàn, rất thích hợp cho nhà hàng và tiệm nails. Nên gọi Châu Bá Thông 415-335-2000 để biết thêm chi tiết và những ưu đãi. Và sau cùng là phần Closing News. Hệ thống cảnh báo sớm cháy rừng lấy cảm hứng từ thiên nhiên đạt giải thưởng danh giá James Nelson. Thiết bị cảnh báo sớm cháy rừng lấy cảm hứng từ thiên nhiên giúp báo cho nhà chức trách ngay phát hiện đám cháy đạt giải thưởng danh giá James Nelson ở Anh Quốc. Thiết bị trông giống như là trái thông, được gọi là Perry và làm từ vật liệu chủ yếu là sinh học, là thiết bị truyền phát theo nhiệt, gửi tín hiệu báo động khi nó tiếp xúc với đám cháy rừng. Ông Blake Goodwin, thành viên nhóm chế tạo cho biết, thiết bị này có cảm biến kích hoạt theo nhiệt. Nó được làm từ vật liệu thiên nhiên, những thứ như là sáp ong, than, nhựa composite được kết hợp lại theo cách sắp xếp mới để sinh ra nguồn năng lượng, phát ra sóng video có thể phát hiện từ cách xa hàng chục cây số. Từ đó, chúng ta dùng tín hiệu radio để xác định địa điểm những đám cháy bùng phát, mang lại biện pháp phát hiện sớm. Perry Pod sử dụng pin có thể thả từ phi cơ xuống hoặc dùng tay thả ra mặt đất rừng, nơi nó có thể chờ mà không hết pin. Ông Goodwin cho biết bộ kích hoạt nhiệt sử dụng vật liệu mới chia những phần đó ra. Khi ngọn lửa đến đủ gần và đủ nóng, những vật liệu này kết hợp lại ngay tại chỗ.
Anten là từ composite thang phát đi tín hiệu trên tần số dân dụng có thể thu được từ cách xa 50 cây số. Khi ngọn lửa thiêu rụi thiết bị, ảnh hưởng môi trường không đáng kể. Kính thưa quý vị, phần Closing News vừa rồi đã chấm dứt bản tin đêm nay của chúng tôi. Quốc Bảo và Ngọc Thúy xin mến chào tạm biệt, kính chúc quý vị một đêm thật an lành.